Lãnh chúa toàn dân điểm danh nhận giảm giá thần khí chương 513, quân đội nhân loại. Đến rồi. Novalu cắm trụ đồ đằng của bản thân xuống đất, tựa vào trụ đồ đằng, mở miệng nói. Chật chật chật, như vậy khác nào buông bỏ mấy trăm ngàn hồn tinh và kinh nghiệm chứ? Bago nghe thấy lời của Novalu, thâm trầm nói. Thật muốn chọc tức tên kia, ba người chúng ta nói không chừng sẽ có một người phải chết đấy. Có điều, vì sao lãnh chúa nhân loại lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Là do tiên đoán của Rác phạm sai lầm, hay? Bộ lạc huyết liên có ý đồ khác. Sau khi Bago nói xong, Oma và Novalu đều rơi vào trầm mặt. Lần này, đối mặt với lãnh địa nửa người thú dồi dào, thái độ của bộ lạc huyết liên rất khác thường, không tham gia vào mà chỉ phái không dũng sĩ vô độc áp trận. Đồng thời bảo chúng nó không được giấu làm của riêng, phải toàn lực tấn công nửa người thú lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc trận đấu để đối mặt với quân đội nhân loại sẽ xuất hiện tiếp sau đó. Ông Ma cũng nhạy cảm nhận ra được sau lần tiên đoán kia thái độ của Ragna đối với bọn chúng có chút không đúng lắm. Lúc đầu, nó không nghĩ đó là chuyện to tác bởi vì Ragna đã nói rất rõ ràng là để bù đắp cho chúng nó xúc tiến liên quân hài hòa. Nhưng lãnh chúa nhân loại đột nhiên xuất hiện làm cho Ông Ma không nhịn được suy nghĩ nhiều một chút. Dựa theo tiên đoán của Ragna ngày mai quân đội nhân loại mới đến nơi này. Hiện tại tuy rằng không nhìn thấy quân đội nhân loại, nhưng lãnh chúa đã đến, thế thì quân đội dưới trướng còn có thể đang ở xa hay sao? Bọn chúng nhìn Ma Long, trong lòng ô ma lại có chút buồn bực. Trong lòng nó mơ hồ chống cự, xem hình như Ma Long vị lãnh chúa nhân loại lúc trước đã sỉ nhục hắn. Vừa nãy ở phía sau quân doanh hình như có chút động tĩnh. Novalu quay đầu quan sát phía sau, nhưng tầm mắt lại đặt trên người 1 không dũng sĩ vô độc kia 1.500 dũng sĩ vô độc này có thể xem như là một đội quân sở hữu sức chiến đấu mạnh nhất Trang bị tốt nhất trong số những liên quân người thú Lúc trước, nếu như có một đội quân như vậy bảo vệ phía sau Novalu sẽ cảm thấy một chút an lòng Nhưng hiện tại, nó lại có cảm giác như bị giám sát, bị sử dụng như một chiếc đao vậy Bảo tất cả xe bắn tên điều chỉnh mục tiêu, phát động công kích lãnh chúa nhân loại Tế Ti và Vu Y cũng di chuyển lên, phối hợp với các chiến sĩ tấn công lên đỉnh núi. Bất luận làm thế nào, trước tiên phải giải quyết được lãnh chúa nhân loại, bắt lấy lãnh địa người thú. Oma Ma nâng trụ đồ đằng lên, vừa đi vừa nói với Bago và Novalu. Chúng ta hãy phái người đi tìm tiên tri, hỏi cho rõ chuyện này. Ngoài ra, bảo những dũng sĩ vô độc kia cũng tham gia chung. Hiện nay tổn thất không quá lớn, chúng ta. Gào đột nhiên long ngâm xuất hiện, đánh gãy ô ma. Ba vị lãnh chúa người thú theo bản năng ngẩng đầu, nhìn theo hướng âm thanh truyền tới. Sau đó chúng lập tức nhìn thấy ba con cự long, chín con long thú, mang theo hơn 400 con điểu sư cánh sắt, nhanh như chớp vọt lên phía trên bầu trời chiến trường. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy trên người cự long, long thú và điểu sư cánh sắt đều có mang theo nhân loại. Sau khi nhìn thấy cảnh này, lòng của ba vị lãnh chúa người thú không nhịn được chìm xuống quân đội nhân loại. Đến rồi. Mặc dù tự tin có sức mạnh chống lại sinh vật siêu phàm, nhưng Hoàng Vũ dù sao cũng chỉ mới cấp 4, còn chưa thăng cấp thành siêu phàm. Không thể giống như người thú tiên tri Rác Na và đại pháp sư Duan siêu phàm, duy trì pháp thuật phạm vi siêu phàm lớn trong thời gian dài. Phóng thích hắc ám chi duy khoảng 5 phút, lực lượng tinh thần của Hoàng Vũ đã không thể tiếp tục duy trì mô hình pháp thuật của hắc ám chi duy ổn định, Hắc ám chi duy bao phủ vùng lãnh địa người hổ trên núi cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Nhưng hắc ám chi duy tản đi, đối với Hoàng Vũ cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn đã thấy quân tiên phong đang tăng tốc bay tới, không bao lâu nữa sẽ đi tới bên cạnh nó. Trên núi, nửa người thú và người thú còn sót dần dần khôi phục lại nhận thức, vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt chúng chậm rãi biến mất, thay vào đó là vẻ mờ mịt. Mất đi nhận biết, trải qua 5 phút đồng hồ đối với nhận thức của chúng nó là vô cùng dài lạc lối ở trong bóng tối, chúng nó kiềm chế quái thú hoang dã bị phóng thích ở sâu trong đáy lòng. Hiện tại, bóng tối đột nhiên biến mất, nhìn thảm trạng trước mắt, người thú và nửa người thú đều có vẻ không biết phải làm gì. Chúng nó nhìn thấy những thi thể ngã xuống bên cạnh mình, trong đó có kẻ địch, nhưng phần lớn đều là đồng bọn của chính nó. Thậm chí có một vài người thú và nửa người thú vẫn còn thoi thóp, thân thể của bọn chúng rách rưới, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương. Những âm thanh này lọt vào trong tai của người thú và nửa người thú, chính là từng tiếng lên án. Tiger đi lên núi, sau khi đến gần bên cạnh một đơn vị anh hùng người hổ mất đi nửa thân dưới, thần trí không rõ, nó nhẹ nhàng ôm lấy đầu, vặn sang một bên. Trắc. Một tiếng vang giòn tan, cánh tay của đơn vị anh hùng người hổ đang nắm lấy tay của Tiger vô lực buông xuống. Ánh sáng trong mắt tên anh hùng kia nhanh chóng biến mất, còn Tiger lại lấy đầu kề sát bên tai người hổ kia, bình tĩnh nói: Ngủ yên nhé, kho bối lạc, cảm ơn cậu vì đã cống hiến cho lãnh địa người hổ trong suốt khoảng thời gian này. Sau khi giúp thủ hạ của mình yên nghỉ thoải mái, nó đã thả xuống, đứng dậy tiến lên trên núi. Nửa người thú sống sót ở ven đường sau khi thấy, tự động tập hợp về hướng nó. Nếu như trùng hợp đụng trúng người thú, nó cũng không keo kịp tìm chút thời giờ, vung ra mấy đao để giết chết. Vào lúc khoảng cách giữa Tiger và Hoàng Vũ cách nhau không quá 500 mét, đã có hơn 2.000 tên nửa người thú tụ tập sau lưng nó. Mà những người ốc này, mặc dù không phải chiếm toàn bộ lãnh địa người hổ, nhưng cũng được cho là sức chiến đấu cuối cùng của lãnh địa người hổ. Bay nhảy, bay nhảy. Cự Long, Long Thú và Điểu Sư Cánh sát phát lính tinh nhuệ trong lãnh địa Hoàng Vũ bay thấp qua pháo đài nửa người thú. Ateri, Hitelia, Emin mang theo đông đảo đơn vị anh hùng, cùng với pháp thuật sư huyền bí chi quan dùng dập nhảy xuống từ trên người từng con vật cưỡi. Sau đó bọn hắn ở phía trước hoàng vũ, biểu hiện sự hưng phấn, nhìn thẳng vào nửa người thú đang một lần nữa tập kết cùng với những người phía xa hơn, sắp khởi xướng quân đội xung phong người thú về phía núi nhỏ. Từ hình thái ma long, hoàng vũ khôi phục thành hình người, đứng trên pháo đài người thú, kích hoạt nguyên chi vô ngọc. 11 cột sáng ở trên đất trống trước pháo đài nửa người thú bay lên, trong đó có một cột sáng đường kính mấy chục mét nối thẳng lên trời, đặc biệt khiến người ta chú ý. Một lát sau, Linh Nguyên ở Điện Anh Linh, cùng với 10 tên Deliot chuyển hóa thành Anh Linh đầu tiên xuất hiện ở trong đám người. Trong Điện Anh Linh của Anh Linh, hiện tại có 93 người. Chỉ có điều, có 83 Anh Linh chỉ mới chuyển hóa gần đây, cấp độ còn chưa đột phá lên cấp 2. Mặc dù sức chiến đấu mỗi tên đều ngang với đơn vị anh hùng, nhưng mấy lần phe mình đối mặt với kẻ địch vẫn rất dễ dàng tổn hại. Mặc dù anh Linh sẽ không thật sự tử vong, nhưng cái giá để đánh đổi lấy cơ hội sống lại cũng không thấp. Nếu không phải tình huống xấu nhất, Hoàng Vũ sẽ không mổ gà lấy trứng, tác ao bắt cá. Mà anh Linh đột nhiên xuất hiện thì làm cho tất cả nửa người thú và người thú xôn xao. Không phải bởi vì phương thức ra trận đặc biệt của các anh Linh, mà là bởi vì hình thể của Nguyên. Nguyên nắm giữ năng lực kích cỡ như ý, sau khi đạt đến cấp 5, lúc hình thể của nó lớn nhất, mỗi lần cánh mở cũng không thua gì hình thái ma long của Hoàng Vũ. Lúc này, Nguyên vừa được Hoàng Vũ triệu hồi ra chính là dùng loại hình thái này để xuất hiện. Ma Long vừa mới biến mất, lại bất ngờ hiện lên một sinh vật khác có hình thể không kém Ma Long. Điều này làm cho nửa người thú và người thú đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhưng bao nhiêu đây vẫn chưa đủ. Sau khi triệu hồi anh Linh, Hoàng Vũ lại mở những không gian ra, triệu hồi ra Kim Nhân Thình và hai chiếc pháo ma đạo. Thập nhị Kim Nhân mỗi một con có các đặc điểm khác nhau, nhưng nếu bàn về chiến lực từ trường sát thương thì kim nhân thình là con có sức mạnh một không hai ở trong thập nhị kim nhân nó nắm giữ năng lực bay lượn năng lực cận chiến được xếp vào hàng khá mạnh trong thập nhị kim nhân sau khi nó sử dụng lực lượng mậu thổ sẽ nắm giữ nhiều loại năng lượng thủ đoạn công kích đồng thời nắm giữ đại chiêu mẫn quan bạo với lực sát thương khủng bố mặc dù không gian chứa đồ trong những không gian của hoàng vũ là lớn nhất nhưng cũng không thể đựng hai nhóm kim nhân cùng một lúc vì vậy lần này đến đây, hắn chọn kinh nhân thìn, lực lượng mạnh nhất trong thập nhị kim nhân. Chiều cao của kinh nhân thìn khoảng 13 mét, tuy hình thể của nó không chấn động như hình thái ma long của Nguyên và Hoàng Vũ, nhưng ngoại hình uy nghiêm, vẫn để lại trong lòng người thú và nửa người thú một tầng sương mờ. Cho tới hai đài pháo ma đạo kia, người thú và nửa người thú đúng là không quá quan tâm đến. Hoàng Vũ thấy nửa người thú vọt tới trước mắt, hắn mở miệng bảo. delio quân đội trên đất liền giao cho ngươi phụ trách. Ateri, Hitelia, Xúc, các ngươi mang theo nhân thủ của mình, phối hợp với Delio. Nguyên, ngươi và Kim Nhân cứ tự do phát huy. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều là anh kiệt của lãnh địa Hoàng Vũ, nhưng lại thuộc về những quân đoàn và bộ ngành khác nhau. Hắn sắp xếp hai vương giả, Ateri, Hitelia, thống soái cũng có thể khiến mọi người tin phục. Nhưng so với song vương, Deliop lại là người thích hợp hơn. Sau khi hắn nắm giữ thánh khí và thánh hồn, sức chiến đấu của Delios cũng có thể đạt đến cấp vương giả. Hơn nữa, địa vị của hắn là độc nhất vô nhị ở lãnh địa Hoàng Vũ, cho dù là Ateri và Hitelia, cũng phải lùi về sau một bước. Tuân mệnh, lãnh chúa đại nhân. Delios vui vẻ nhận lấy mệnh lệnh, trên mặt hắn lộ vẻ mặt cuồng nhiệt đã lâu không thấy. Sau khi hắn trở thành anh linh, chưa từng đánh nhau với quân đoàn Sarah. Hiện tại, hắn cũng có cơ hội chiến đấu Kẻ địch còn là người thú, làm cho Delios hưng phấn trước nay chưa từng có. Hoàng Vũ gật gù, nhìn lên trên bầu trời. Sau khi đám rồng thả đám người Ateri xuống, từng con lục long Valerie, hồng long IEI, lam long Dere lập tức mang theo ba con long thú, song túc phi long bay lên giữa bầu trời bắt đầu chém giết. Còn điểu sư cánh sắt cấp độ khá thấp, vậy nên bọn chúng nhào về phía đám người Vũ đang mất đi ý chí chiến đấu song túc phi long là một loại năng lực nắm giữ hơi thở quái thú hoang dã cũng không thật sự là loài cự long có điều làm vật cưỡi cấp bậc siêu phàm tuy hình thể và năng lực hít thở của song túc phi long kém xa so với cự long thế nhưng sức chiến đấu lại mạnh hơn ngựa viên long nếu như dưới trướng long thú hoàng vũ không có năng lực hít thở đối phó với gần 40 con song túc phi long có lẽ cần phải triệu tập nguyên và kinh nhân thì mới có thể giải quyết thích đáng Thế nhưng hiện tại không chỉ chính con long thú có năng lực hít thở, mà ngay cả lục long Valerie, thậm chí hồng long IAEE và lam long Dê Rê cũng đã học tập mấy loại pháp thuật truyền thừa. Cho dù số lượng song túc phi long gấp 3 4 lần chúng nó, ba con, chín con cự long cũng không phải là đối thủ của long thú. Từ trên người của những người hạ xuống từ trên trời kia, Tiger cảm nhận được một loại cảm giác ngột ngạt rất mạnh mẽ. Trước tiên khoan đề cập đến hai quái vật có hình thể dọa người, trong số hơn 400 tên nhân loại kia, ngoại trừ 10 pháp thuật sư, nó còn cảm nhận được, mỗi một người còn lại đều không hề kém cạnh so với những đơn vị anh hùng mạnh nhất dưới trướng nó. Trong đó tên nhân loại cầm theo trường thương kia mang lại cảm giác nguy hiểm cực lớn cho nó. Mặc dù nhân số phe mình gấp 5, 6 lần phe đối diện, nhưng trong lòng Tiger biết rõ ràng, dù cho nửa người thú dưới trướng của nó tiếp tục tăng thêm gấp đôi, sức chiến đấu hai bên vẫn sẽ không tăng thêm một cấp. Dù như vậy, Tình cảnh trước mặt không cho phép nó lui thêm bước nữa. Giống như trước khi Tiger giáng lâm xuống đại lục hỗn độn, nó trải qua mỗi một trận sinh tử ở giác đấu trường thuộc đế quốc Lê Ông vậy. Dù cho bản thân đang ở trong cảnh tuyệt vọng, nếu không liều một phen, người vĩnh viễn không biết phía trước còn có con đường sống khác hay không. Giết! Yes. Ngay lúc sắp đến gần quân đội Hoàng Vũ Tinh Nhuệ không quá 50 mét, Tiger phát ra tiền gầm giận dữ. Sau đó nó xông lên trước, nhắm vào đám người Atari. Liệu, người này giao cho ta đi. Sau khi Atari nhìn thấy lãnh chúa Tiger, trong lòng hắn dâng lên ý chí chiến đấu mãnh liệt. Chờ đến lúc có được sự đồng ý của Deliot thì hắn bộc lộ tài năng, nhất theo quán phong chi ngân từ trong đội quân, xông về phía Tiger. Từ trên người đối phương, hắn cảm nhận được ý chí chiến đấu sụp sôi hơn nhiều so với lãnh chúa nửa người ngựa. Đây sẽ là đối thủ rất tuyệt. Trước Atari tiên lao ra phía sau kẻ địch, nhóm tinh nhuệ còn lại trong hoàng vũ cũng bắt đầu xông về phía quân đội nửa người thú rầm rầm xoen su khống chế pháo ma đạo khai hỏa pháo đầu tiên đối kháng với nửa người thú hai đám mây hình nấm bạo phát bên trong quân trận nửa người thú trừng rực trong ánh lửa mười mấy nửa người thú chết trong nháy mắt giết Delios nổi giận gầm lên một tiếng Astino và Feyra dẫn dắt đơn vị anh hùng trong đội dũng sĩ Ta lao ra trước cộng hưởng chi phong trong nháy mắt hình thành giúp bọn hắn lẫn tránh mũi tên và đoạn mâu phóng ra từ phía nửa người thú hitelia thì lại dẫn dắt nữ chiến sĩ amazon theo sát phía sau bắn mũi tên và đoạn mâu áp chế quân tiên phong nửa người thú cùng lúc đó xúc dẫn dắt các pháp thuật sư huyền bí chi quan bắt đầu phóng thích pháp thuật trong những lúc như thế này căn bản không cần phải giữ lại một vài pháp thuật cấp bậc cao hỏa cầu phong nhận địa thứ cơ bản nhất cũng có thể mang đến thương vong không nhỏ cho vị trí nửa người thú. Mà một vài pháp thuật loại tăng cường càng phóng thích không gián đoạn từ trong tay các pháp thuật sư, gây ảnh hưởng lên người dũng sĩ xa Bùng! Kim nhân thình bay lên trên không trung, tay trái cầm khiên, tay phải cầm đao, vượt qua dũng sĩ xa đồng thời bay vào phía trong quân trận nửa người thú, vung đao chém nửa người thú. Thanh kiếm giống hệt như cây chổi quét rác, chỉ cần mấy hiệp đã quét sạch tất cả đem trận hình đơn sơ của nửa người thú. Chỉ có điều, trong lúc người voi và người cá sấu đang trên đỉnh sắp xếp phương trận, thế tiến công của Kim Nhân Thình cũng chịu sự trở ngại. Kim Nhân Thình thấy đám người voi da dày thịt béo, lực lượng cực kỳ hùng hậu kia, ngăn chặn chúng nó chém giết, trong mắt nó lóe lên ánh sáng, há mồm tụ lực trong chốc lát, rồi phun ra một quả cầu màu vàng nhạt. Rầm Ngay lúc tiếp xúc vào người voi, trong nháy mắt quả cầu như đóa hoa sen nở rộ, từng cánh hoa xoay tròn, bao trùm người voi vào bên trong. Sau đó, cánh hoa ầm ầm nổ tung, sau khi tạo thành dư âm đụng trúng người voi thì chúng biến thành thịt nát và sương máu. Chờ hoa sen tiêu tan đi, phạm vi quan pháo bao trùm người voi cũng dần biến mất, chỉ còn lưu lại một vòng xoáy màu máu trên mặt đất, tượng trưng cho việc chúng nó đã từng tới. Vù Một phần sáng màu vàng ống khổng lồ đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu tinh nhuệ hoàng vũ linh nguyên của điện anh linh khống chế vần sáng màu vàng ống đó bỏ vào một chút thánh quang bao trùm tất cả tinh nhuệ thành hoàng vũ lực lượng tín ngưỡng tinh khiết trút xuống ở trên người tinh nhuệ thành hoàng vũ không chỉ giúp khôi phục lại thể lực ở trạng thái đỉnh cao mà còn hình thành một tấm chắn quanh người hắn vần sáng chúc phúc nguyên nắm giữ một trong những thần thuật loại tăng cường có thể khiến thể lực người chịu thuật duy trì ở trạng thái đỉnh cao giúp cho người được pháp thuật bao trùm đang trong trạng thái bị thương, vần sáng chúc phúc còn có thể biến thành thần thuật chữa trị, trợ giúp người chịu thuật mau chóng khôi phục thương thế. Là một kỹ năng cực kỳ có tác dụng. Ken Trường thương vung ra bị móng vuốt sắc bén của Tiger ngăn lại. Atari dùng sức ép xuống, khiến thân thể nó mất đi thăng bằng. Sau đó nhân lúc nó không đứng vững được, lại lần nữa đâm quán phong chi ngân trong tay. Đâm này. Đống lửa nhỏ bắn pháp. Tiger nhấc hai trảo lên, chống đỡ quán phong chi ngân. Nhưng sức mạnh của Atari lại vượt tầm dự liệu của nó. Quán phong chi ngân và vuốt sắt Tiger liên tục cọ sát thành những đống lửa, vẫn thông suốt đâm vào trái tim Tiger. Tiger trong lòng ngơ ngác, vội vã né tránh. Mặc dù trong lần chiến đấu lúc trước, mưa huyết viêm đã bạo phát qua một lần, nhưng sức mạnh Tiger vẫn được tăng cường thêm mấy lần. Nhưng cho dù là như vậy, nó vẫn không thể cản được một thương này của Atari. Đây không chỉ là sự thiếu hụt về mặt sức mạnh, mà còn có sự chênh lệch về mặt kỹ xảo. Xì xì. Quán phong chi ngân chém một nhát lên bả vai Tiger, phun ra một tia máu. Sau đó, ngay lúc Tiger sắp bị nó cuốn tới, sắp kẹp lại quán phong chi ngân, Atari lập tức nhanh chóng cầm trường thương thu được từ trong tay lãnh chúa nửa người ngựa. Sau đó, Atari hoàn toàn không quan tâm đến cái đuôi phía sau Tiger đang tập kích, cầm quán phong chi ngân trong tay tiếp tục đâm. Đùng, CC Đuôi cọp mạnh mẽ trực tiếp đánh bay Atari. Mà phương hướng của trường thương Atari cắm vào cũng xuất hiện sai lệch. Vốn dĩ định nhắm vào trái tim Tiger, lúc này lại cắm trên cánh tay Tiger. Đồng thời, cùng lúc Atari bay ngược ra ngoài, quán phong chi ngân thành công làm Tiger bị thương, một vòi rồng máu tươi phun ra từ cánh tay của nó. Khụ khụ. Atari sờ sờ ngực, phun ra một nguồn máu tươi một cái đuôi cọp của Tiger đập đứt vài gốc xương sườn của hắn, khiến một phần bộ phận trong cơ thể hắn bị thương nặng. Thánh quang bao phủ trên người Atari bắt đầu tràn vào trong cơ thể, nhưng ngay lúc thánh quang tràn vào trước thân thể, dòng máu bất hủ trong cơ thể Atari lập tức nhanh chóng phun trào. Chỉ ho khang hai tiếng, vết thương của Atari lập tức khôi phục trong phút chốc. Mà một bên khác, huyết viêm trên người Tiger cũng lờ hơn một chút. Vết thương do quán phong chi ngân để lại trên đầu vai, cũng dần khép lại trong tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Năng lực tự lành giống như ta. Khóe miệng Atari khẽ nhất, nụ cười mang theo vài phần ý vị dữ tợn. Sau đó hai chân dẫm một cái trên đất, hắn cầm quán phong chi ngân, nhắm vào đôi mắt màu đỏ tươi của Tiger. Trâu tóc Tiger dựng đứng hết lên, một mặt phẫn nộ, trắng nổi gân xanh, tiêu hao năng lượng chứa mưa huyết viêm với công suất lớn nhất, biểu hiện hung ác đánh thẳng về phía Atari. Ngay lúc hai ánh mắt hai bên chạm nhau, Atari lập tức nghe được từ trong miệng Tiger dường như phát ra mấy chữ. Trời xanh sáng sủa. Sau một khắc, toàn bộ chiến trường, lấy Tiger và Atari làm trung tâm, đột nhiên bắn mạnh ra lưu quan vô tận. Cả ánh sáng bảy màu trên núi phun ra, sau đó là tiếng sấm rền nổ vang. Chờ tiếng nổ vang rền tảng đi ngay cả thấy cả người Atari bốc hơi nóng, vệ oải ngã xuống đất. Phù. Tiger thở hỗn hển, Viết nhìn Atari bị đốt thành cục thang, miễn cưỡng vực dậy tinh thần, chuẩn bị bay về phía đám người Delio. Lúc này, hình thể của nó đã thu nhỏ lại một vòng, huyết viêm trên người nó cũng dần biến thành màu đỏ nhạt. Trời xanh sáng sủa là thiên phú thứ hai của nó, có thể tự thân hóa thành tia sáng bảy màu né tránh vết thương, đồng thời phóng ra nhiệt độ cao mãnh liệt thiêu đốt kẻ địch, uy lực to lớn. Vào thời điểm Tiger vẫn chưa lên cấp 4, nó đã từng lợi dụng chiêu này để tiêu giết một con quái thú hoang dã cấp 5 trong thủy triều quái thú hoang dã. Chỉ có điều sau mỗi lần sử dụng trời xanh sáng sủa, cơ thể của nó đều sẽ bị thương nặng, đồng thời rơi vào tình trạng suy yếu. Nhưng sau khi lên cấp 4, Tiger thu được thiên phú mới mưa huyết viêm, tác dụng phụ trời xanh sáng sủa cũng được mở huyết viêm trung hòa. Dù vậy, trong lúc giao chiến với ba vị lãnh chúa người thú vừa nãy, Tiger vẫn chưa sử dụng kỹ năng này, tránh né thậm chí đánh giết đám người ba gô bởi vì ở trong mắt người hổ không cần sử dụng trời xanh sáng Sổ nó vẫn chắc chắn đánh bại được đối phương nhưng sau khi đối mặt với atari tiger cảm nhận được áp lực từ trên người atari chắc chắc ngay lúc tiger vượt qua atari tiến về phía pháo đài nó lại nghe được vài tiếng vang giòn giả sau đó tiếng gió xé từ phía sau lưng truyền đến mang theo sát một người khí mãnh liệt ép thẳng vào sau đầu người hổ cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần tiger sởn cả tóc gáy vội vã nghiêng người tránh né một đạo hàng quang xoẹt qua trán nó sau đó một trận hàng quang được cô động bởi quán phong chi ngân Người muốn đi đâu một âm thanh khàn khàn truyền đến tiger quay đầu nhìn lại không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh atari bởi vì có thân thể bất tử cho nên yêu cầu đối với đồ phòng hộ không hề cao giống như dũng sĩ sata mặc trên người bộ giáp thanh lân cấp bậc hiếm có đối mặt với trời xanh sáng sổ của người hổ, bộ giáp nặng này trực tiếp bị phá hủy. Trong đó, kim loại linh kiện đều hóa thành nước thép, dính vào trên người Ateri. Vì vậy, lúc này, Ateri nhìn qua đặc biệt thê thảm, khủng bố. Ở những chỗ không được giáp thanh lân bảo vệ, da thịt chồng chất đã khô lại, còn ở những nơi có giáp thanh lân bảo vệ thì lại càng không thể tả. Nước thép hòa tan nhanh chóng làm lạnh, áp sát vào lồng ngực Ateri, xuyên qua khe hở còn có thể nhìn thấy đống huyết nhục đỏ sẫm. Tiger cao mày, nhìn Atari hoàn toàn thay đổi, thậm chí có thể ngửi thấy mùi thịt nướng lúc ẩn lúc hiện. Nó đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến sinh tử, từng thấy các cảnh tượng máu tanh tàn nhẫn. Vốn tưởng ý chí của bản thân đã đủ kiên định, nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Atari, nó vẫn cảm thấy hơi tê cả da đầu. Điều càng làm cho nó cảm thấy khiếp sợ là, mặc dù trở thành dáng vẻ ma quỷ như này, Atari vẫn có thể hành động bình thường. Giống như không hề cảm thấy đau xót vậy, sau khi nở một nụ cười khủng bố với nó xong, lại tiếp tục xông tới. Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Hình tượng lúc này Atari sở hữu lực xung kích thị giác rất mạnh. Dưới ảnh hưởng của chuyện này, trong lòng Tiger bốc lên ý nghĩ muốn rời khỏi cuộc chiến này. Trắc chắc Tiếng vang giòn giả lại lần nữa phát ra, bây giờ Tiger mới chú ý âm thanh này đến từ nơi nào. Nương theo động tác của Atari, những phần hoại tử và phần kim loại trên người hắn hòa vào huyết nhục đang nhanh chóng bung tróc khỏi người hắn. Chờ lúc Atari vọt tới trước mặt người hổ, những huyết nhục hoại tử trên người hắn đã toàn bộ bóc ra, lúc này, bộ da toàn thân của hắn không có một chỗ nào hoàn chỉnh. Bắp thịt đỏ tươi ủi lên, máu tràn ra hình thành sương máu nhàn nhạt ở bên cạnh hắn. Nhưng động tác của Atari lại chẳng có ảnh hưởng gì, ra sức chém quán phong chi ngân trong tay về phía người hổ. Ken. Tiger nhấc lên móng vuốt, ngăn cản quán phong chi ngân, lúc nhìn lại Atari, lông mày không khỏi dựng lên. Nó chính mắt quan sát thấy, những vết thương trên người Atari đang khôi phục với tốc độ khủng khiếp. Da dẻ, ngũ quan, móng tay, tóc. Không quá một hơi thở, trời xanh sáng sổ lại để cho vết thương của Atari khôi phục hoàn toàn. Lúc này, Atari, ngoại trừ không thể tạo ra sợ nhỏ, thì không khác gì so với lúc trước nhìn thấy Tiger trợn mắt ngoác mồm. Nó cảm thấy, cho dù mình chém Atari thành mảnh vỡ, hắn ta cũng sẽ trọng sinh lại từ trong đống thịt nát đó. Mặc dù là người chiến đấu siêu phàm trở lên, năng lực hồi phục cũng sẽ không khuếch đại đến trình độ này. Nếu như loại năng lực này là vô cực. Tiger nghĩ tới đây, trong lòng nó hoàn toàn rơi vào đáy vực. Một con quái vật làm cách nào cũng giết không chết, cho dù thực lực của chính nó có mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có một khả năng là thất bại. Không thể cùng người này dây dưa thêm nữa. Nếu tiếp tục đánh, chỉ thêm lãng phí thời gian mà thôi, phải bắt lấy lãnh chúa nhân loại kia thì mới có một khả năng nhỏ nhoi bảo vệ được lãnh địa của bản thân. Hai mắt của Tiger nghiêm túc, vứt đuôi của nó về phía Atari. Đùng. Đuôi cọp đánh hụt, phát ra một tiếng nổ đùng trên không trung. Đã từng gặp chiêu này của người hổ, trong lòng Atari vẫn luôn đề phòng công kích từ đuôi cọp đúng lúc đang nhìn vào cái đuôi kia thì nhanh chóng nghiêng mình tránh thoát. Nhưng Tiger cũng không có ý định dùng đuôi cọp để thương tổn đến Atari, sau khi Atari lùi sau này, nó đột nhiên phóng về hướng pháo đài. Atari né tránh đuôi quất roi của người hổ, lấy ra một cái áo choàng từ trong những không gian, quấn trên eo của hắn. Hắn nhìn Tiger tránh né không chịu chiến đấu, xông vào pháo đài, ánh mắt hắn khẽ biến, lập tức đuổi theo. Hắn biết Tiger xông tới chỉ là đang tự tìm đường chết bởi vì ở trước mặt lãnh chúa đại nhân tiger không hề mạnh được như một con địa tinh búng tay là có thể bị tiêu diệt thậm chí tiger chưa đủ đáng giá để lãnh chúa đại nhân ra tay linh nguyên của điện anh linh cùng với nữ nhân dị tộc kia đều không phải dễ đối phó chỉ có điều để con mồi mà bản thân tự chủ động xin đi đối phó chạy trốn thậm chí còn muốn xung kích lãnh chúa đại nhân uy nghiêm đây là điều không cho phép Ateri. liên quân người thú nhìn thấy trên núi đánh nhau khí thế ngất trời bọn chúng bên dưới ngọn núi lại chỉ tiếp tục tập kết, lập trận hình, không hề có dự định công kích. Mà sau khi linh nguyên của Điện Anh Linh và Kim Nhân Thình xuất hiện, ba vị lãnh chúa người thú càng rơi vào trầm mặc. Tuy linh nguyên của Điện Anh Linh chỉ là quần thể triển khai từ thần thuật tăng phúc, nhưng ba lãnh chúa người thú nhận ra nguyên không chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Nói cách khác, dù cho chỉ dựa vào một mình hắn, Nguyên cũng có thể hóa thân thành một cỗ máy khủng bố chiến trường, thu gặp tính mạng của các binh lính. Còn Kim Nhân Thìn, mặc dù thể hình nhỏ hơn Nguyên, nhưng biểu hiện lại chẳng hề kém cạnh chút nào. Người voi có hình thể cao to, sức mạnh kinh người, bị nó cầm dao chém giết lung tung. Thỉnh thoảng còn phóng thích loại pháp thuật công kích, đánh giết nửa người thú không biết trời nam đất bắc gì. Lại tính cả vị lãnh chúa nhân loại kia. Ba tên người thú nhìn nhau một chút, yên lặng không nói gì, trong đầu hiện lên hình ảnh sau khi Hoàng Vũ giáng lâm, phun ra long tức kia. Cho dù là ô ma, Người căm hận Hoàng Vũ nhất, lúc này trong lòng cũng sinh ra mấy phần ý muốn rời khỏi. Tất cả mọi thứ đều lệch khỏi chỉ dẫn tiên tri. Có thể sau một khắc, đại quân loài người sẽ xuất hiện ở ngay phía sau liên quân người thú. Đến lúc đó, cho dù là chúng nó muốn đi, cũng chưa chắc có thể đi được. Tại sao người phái đi hậu doanh còn chưa trở lại nữa? Theo cấp độ tăng lên, tố chất thân thể của lãnh chúa sẽ được tăng cường đáng kể về mọi mặt, các giác quan như thị lực thính lực cũng như thế. Vì vậy cho dù chiến trường trên núi vẫn còn cách một khoảng cách nhất định, nhưng ba tên lãnh chúa người thú vẫn có thể nhìn thấy rõ những gì xảy ra trên núi. Sau khi nhìn thấy năng lực hồi phục không thể tưởng tượng nổi của Atari, Bago không nhịn được nuốt nước bọc một cái, quay đầu sốt ruột hỏi dò thủ hạ. Tên người thú kia ôm trụ đồ đằng của lãnh chúa nhà mình, nhìn thấy vẻ mặt của lãnh chúa âm u, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lãnh chúa đại nhân, hay lại phái dũng sĩ qua xem một chút. Bago không có trả lời, quay đầu lại nhìn 33 con -mô mốt nằm ngoài trước trận, tâm tình càng thêm tồi tệ. Nghe lời nhà tiên tri, nó đã thành thật phái toàn bộ -mô mốt dưới trướng mình đến chiến trường. Ở thời điểm công phá tường thành, chiến đấu với nửa người thú, nó tổn thất gần một nửa -mô mốt. Trong đó còn có một con mốt tóc vàng dùng thuốc huyết thống, có hy vọng trở thành mốt hoàng kim từ sau khi giáng lâm đại lục hỗn độn tới nay, đây là lần tổn thất lớn nhất của nó. Dù lúc tấn công lãnh địa người lùng đen thì nó cũng chỉ mới tổn thất 7 con bê mô mốt mà thôi. Nếu như có thể chiếm lĩnh lãnh địa nửa người thú cấp 4 này, chút tổn thất ấy đương nhiên không tính là gì. Dù cho phải chia sẻ chiến lợi phẩm, hồn tinh với Oma và Novalu, số còn lại cũng đủ để nó mua hơn trăm con bê mô mốt từ bên trong tổ địa. Nhưng khi thấy thắng lợi đang tới gần, chiến sự lại nảy sinh biến cố. Lãnh chúa nhân loại đột nhiên xuất hiện, trở thành nhân tố không ổn định trong cuộc chiến tranh này. Sự xuất hiện sau đó của đám tinh nhuệ nhân loại kia còn ép liên quân người thú còn về độ tiến thối lưỡng nan. Ngay cả khi nửa người thú đánh nhau với nhân loại, nếu không thể bỏ ra cái giá khổng lồ thì sẽ không cách nào tiêu diệt hết toàn bộ. Tuy đám nhân loại kia có số lượng thưa thớt, nhưng trang bị tinh xảo, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Mỗi tên chiến đấu đều là đơn vị anh hùng, thậm chí còn có hai tên đơn vị cấp vương giả. Dù cho là người hổ và người voi với cá thể thực lực không thua kém gì, thậm chí là mạnh hơn người thú thì cũng phải lộ ra dáng vẻ không đỡ nổi một đòn trước mặt đám nhân loại kia. Ngoài ra, bọn hắn còn có 10 tên pháp thuật sư cấp độ không thấp, hai con quái vật hình người khổng lồ cùng với trang bị mang tính sát thương phạm vi lớn. Đối mặt với đội ngũ nhân loại này, ưu thế của liên quân người thú chỉ có một đó chính là số lượng người thú. Nếu thật sự chiến đấu, vậy chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian để quét sạch toàn bộ kẻ địch. Mà trong khoảng thời gian này, nói không chừng đại quân nhân loại đã đến chiến trường, bọc đánh đường lui của chúng nó. Tuy rằng không biết dưới trướng tên lãnh chúa nhân loại kia có bao nhiêu quân đội, nhưng nhìn số lượng đơn vị anh hùng trên núi, có thể xác định quy mô quân đội nhân loại nhất định không nhỏ. Đến lúc đó, liên quân người thú có nguy cơ bị tiêu diệt toàn bộ. Thế nhưng đánh tới một nửa lại không đánh, lui ra cuộc chiến tranh này, Bago lại có chút không cam lòng. Chiến tranh tiến hành đến lúc này, nó đã đưa vào quá nhiều tài nguyên. Nếu như không thể hồi vốn, như vậy lãnh địa của nó sẽ tổn thất nặng nề. Sau đó đừng nói đến việc sánh ngang với bộ lạc huyết liên, thậm chí nó có thể không sánh bằng bộ lạc hắc thạch của Novalu. Khốn kiếp, xe bắn tên đi đâu rồi, tại sao còn chưa chuẩn bị xong? Thổi kèn lệnh, ra lệnh xong, Túc Phi Long lùi lại, đừng dây dưa với đám cự Long kia. Vì sao một lãnh địa nhân loại lại có nhiều cự Long như vậy chứ? Âm thanh tức đến đổ vỡ của Ma hấp dẫn sự chú ý của Ba Go. Ba Go quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Ma luôn luôn trầm ổn khéo đưa đẩy đang nổi trận lôi đình, quát nạt thủ hạ. Ba Go thấy dáng vẻ của Ma, trong lòng nó không nhịn được cân bằng một chút, thậm chí mơ hồ có chút cười trên sự đau khổ của người khác nó tổn thất gần một nửa be mô mốt nhưng ôm ma còn tổn thất còn nhiều hơn nó lúc này sông túc phi long kỵ sĩ quý giá nhất của ôm ma đang bị cự long đánh giết đám cự long không cùng chủng tộc kia thể hiện ra năng lực hợp tác cực kỳ ăn ý chúng nó chia làm ba tiểu đội phối hợp với nhau đánh giết sông túc phi long với số lượng gấp ba chúng nó đến mức phải chật vật chạy trốn thể chất và tốc độ của sông túc phi long vốn dĩ kém xa cự long chúng nó đã phải chịu tổn thất nặng nề dưới sự vây công của đám rồng từ bỏ định kiến chủng tộc và hợp tác chân thành. Vào thời điểm này, trên trời chỉ còn 16 con sông Túc Phi Long còn sống sót. Ba Gô thấy có người còn thảm hại hơn mình, tâm tình của nó đột nhiên khá hơn một chút. a à, còn chưa kịp cao hứng quá lâu, Ba Gô đột nhiên nhớ tới một chuyện. Trận chiến bắt đầu đến hiện tại, tuy rằng phải trả cái giá không nhỏ, nhưng lý trí nói với Ba Gô, nếu đánh tiếp, nói không chừng toàn bộ bộ lạc xích kỳ đều phải bị chôn vùi ở đây. Lựa chọn sáng suốt nhất chính là mang thủ hạ rời khỏi đây. Thế nhưng nếu cứ như vậy mà rời khỏi, bộ lạc xích kỳ đã chịu tổn thất không nhỏ, từ nay về sau sẽ không tài nào ngóc đầu trước mặt bộ lạc huyết liên được. Dù sao thì bộ lạc huyết liên không có tham gia cuộc chiến đấu này, bây giờ căn bản không hề có một chút tổn thất. Mà trước kia bộ lạc ma đề có thực lực sàng sàng với bộ lạc huyết liên, tổn thất lúc này thậm chí còn lớn hơn xếp kỳ. Cứ như vậy, bên trong toàn bộ liên quân người thú, bộ lạc huyết liên sẽ là một nhà độc đại. Ba bộ lạc khác chỉ có liên hợp lại mới có thể phản kháng bộ lạc huyết liên. Thế nhưng liên hợp lại là nói dễ hơn làm. Đừng xem quan hệ giữa Ôn Ma và Bago không tệ, nhưng ở trong lòng Bago, người mà nó không tin nhất chính là Ôn Ma. Lúc ở tổ địa, tuy rằng nó chỉ là một tên chiến sĩ thông thường, nhưng cũng được cho là một tay lõi đời. Nó có thể nhìn ra sự dối trá và ích kỷ của Oma. Bago hợp tác với Oma, nó có cảm giác sớm muộn gì mình cũng bị bán đi. Còn về phần bộ lạc Hắc thạch của Novalu, Bago âm thầm liếc nhìn Novalu, nheo mắt lại, nó cảm giác mình bắt được điểm then chốt. Cuộc chiến tranh này, từ đầu đến cuối đều là một hồi âm mưu của bộ lạc huyết liên. Mặc dù Ragna của nhà tiên tri là người khởi xướng liên minh, nhưng từ đầu đến cuối nó đều là nhà tiên tri của bộ Lạc Huyết Liên. Ma đề và Xích Kỳ đã uy hiếp đến địa vị của bộ Lạc Huyết Liên ở trong Liên Minh, lần này đối phó với nửa người thú chính là vì suy yếu thực lực của bọn hắn. Cho nên lời tiên đoán gì gì đó đều là giả. Làm sao mà lời tiên đoán của một tên tiên tri người thú bên trên siêu phàm lại có thể sai được? Trác Na chính là muốn mượn tên tuổi tiên đoán để khiến chúng nó phái ra tinh nhuệ ngoan ngoãn đi tìm cái chết. Lãnh chúa đại nhân dũng sĩ vô độc của bộ lạc huyết liên đã rút lui. Đúng lúc này, thủ hạ ôm trụ đồ đằng phía sau hô to với ba gô. Ba gô ngẩn người, nói thầm quả nhiên là thế, quay đầu nhìn lại, thấy 1.500 tên dũng sĩ vô độc vội vàng chạy về hậu doanh. Bộ lạc huyết liên. Ông ma quay đầu liếc nhìn lại, hàm răng trắng chặt, vẻ mặt tái xanh, hiển nhiên là có cùng suy nghĩ như ba gô. Đúng lúc này, lại một tên người thú hoang mang hoảng loạn chạy đến bên cạnh Novalu, bám vào tay hắn nói nhỏ cái gì đó. Cái gì? Novalu nghe thủ hạ báo cáo xong, không nhịn được thét lên đầy khiếp sợ, nhìn về phía Oma và Bago với ánh mắt khó có thể tin. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng và nghi vấn của Oma và Bago, môi của Novalu nhúc nhích, phun ra mấy chữ. Nhà tiên tri đã chết. Nhà tiên tri đã chết bốn chữ này tần tần nện vào trong lòng ô và bago giống như một tia sấm sét khiến vẻ mặt của hai tên lãnh chúa người thú thay đổi khó có thể tin nhìn novalu tiên tri ở trong địa vị người thú cực kỳ đặc biệt sức ảnh hưởng có lúc thậm chí muốn vượt qua các bộ lạc lãnh chúa dù cho lúc ở tổ địa cũng chưa từng nghe nói nhà tiên tri sẽ chết vào trong trận chiến này bởi vì năng lực của nó đặc biệt mặc dù là đối địch với bộ lạc người thú cũng sẽ không bất kính với nhà tiên tri huống chi, Ragna còn là một người thú tiên tri cấp 6 siêu phàm. Đối với các chủng tộc ở đại lục hỗn độn, hoàn toàn là sự tồn tại siêu nhiên. Dù cho sức chiến đấu của Ragna không mạnh, nhưng dưới thuật tiên đoán, cũng có bản năng để bản thân tránh khỏi nguy hiểm. Nhưng hiện tại, Novalu lại nói đến nhà tiên tri chết. Hỗn đảng, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Bago kéo lại một tên thủ hạ của Novalu, khuôn mặt của hắn trợn trắng nhưng từ trong giọng nói run rẩy không khó phát giác trong lòng ba đã hoảng rồi ông ma và novalu cũng không khá hơn chút nào lúc này trong lòng hai người loạn như ma hoang mang lo sợ nhất thời dĩ nhiên không biết nên làm những gì có điều nhìn thấy ba nắm lấy thủ hạ của chính mình novalu mới bước lên kéo thủ hạ mình ra phía sau vẻ mặt nó cứng đờ nói người của các ngươi rất nhanh cũng sẽ mang tin tức về nhà tiên tri chết hay chưa các ngươi lập tức sẽ biết Hiện tại, ở trước mặt chúng ta chỉ có một vấn đề. Rút đi hay tiếp tục đánh? Nova Lulip nhìn quân đội nửa người thú hầu như là bị nhân loại đánh bại như bẻ cành khô, lui về hướng ngược lại với Oma và Bago, thở dài một hơi nói. Bộ lạc hắc thạch đã không muốn lãng phí thời gian ở đây. Novalu, Oma nghe được, mặt của bọn chúng như màu đất, nhìn lại có một con sông túc phi long, bị một ngọn lửa phun ra từ hồng long iaii, kêu trên rơi xuống bầu trời, khẽ nhếch miệng nhưng cứ thế là không nói ra được một chữ còn đánh cái rắm ba gô nổi trận lôi đình trận mắt như lửa xoay người vừa đi vừa nói nhà tiên tri đều đã chết nếu không chạy chờ đại quân nhân loại chém chết toàn bộ chúng ta ở đây sao ba gô đi được mấy bước bước chân dừng lại bùi ngùi nói sai rồi từ vừa mới bắt đầu đã sai rồi chúng ta quá tin tưởng quá dựa vào rác na nhưng dù sao nơi này cũng là đại lục hỗn độn, không phải tổ địa. Nhà tiên tri. Cũng chỉ là một chức nghiệp giả hệ thần bí đặc biệt mà thôi. Chúng ta đã quá xem trọng nó. Quay đầu lại, Bago nhìn ô ma, vẻ mặt của nó nghiêm túc nói. Lãnh chúa nhân loại kia sắp chạy tới, khẳng định rõ như lòng bàn tay đối với hành động của chúng ta. Thậm chí ta hoài nghi, quân đội hắn đã ở gần đây. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, chúng ta đã sẽ như con cá như thế, bị bọn họ thu vào trong lưới. Hiện tại, chúng ta cần hợp lực lui lại. Lại không rút đi, chúng ta thật có thể bị nhân loại diệt sạch ở đây. Hoành Ông Ma nghe được lời của Bago, nó đánh một quyền lên trụ đồ đằng, oán hận liếc mắt nhìn tinh nhuệ hoàng vũ trên núi. Sau đó, nó nâng lên trụ đồ đằng, nói với người thú bên cạnh. Thổi lên kèn lệnh, toàn quân lui lại dù cho trong lòng không cam lòng, nhưng ôn ma phân vân giữa báo thù và sinh mệnh, nó vẫn lựa chọn sinh mệnh. Chuyện chạy trốn như vậy, ở tổ địa và đại lục hỗn độn, nó đều trải qua không ít, vì vậy cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Sở dĩ căm hận như vậy, nhưng bởi vì bên trong trận chiến này, sự tổn thất của nó thật sự quá to lớn. Song Túc Phi Long dưới trướng đã sắp toàn quân bị diệt, mà binh chủng các cấp bậc cũng tổn thất hơn 2.000 tên. Trước đó, trong bốn bộ lạc thuộc liên quân người thú bộ lạc ma đề và bộ lạc huyết liên kề vai sát cánh nhưng trải qua cuộc chiến tranh này bộ lạc ma đề đã muốn lưu lạc tới đấy nhưng không cam lòng có thể làm sao cuộc chiến đấu này vừa bắt đầu ngay khi chim sẻ nhìn kỹ chúng nó nhìn thấy thắng lợi cho tới nay đều là người khác còn bộ lạc huyết liên chúng ta có cần hợp tác với chúng nó không novalu cũng sai người thổi lên lui lại kèn lệnh xa, xa liếc nhìn về phía sau doanh lao tới qua đi một năm không không tên vu độc dũng sĩ không khỏi mở miệng hỏi bago và oma nghe được novalu hỏi dò sau bọn chúng im lặng trác na vừa chết liên quân người thú chỉ còn trên danh nghĩa cơ bản có thể tuyên bố giải tán nếu như có thể toàn thân thoát khỏi sự vây quét của quân đội nhân loại thì bốn bộ lạc cũng sẽ mỗi bên đi một ngã nhưng cũng sẽ xảy ra một cuộc chiến nhất định có một hoặc hai bộ lạc sẽ còn sống sót vài người. Mà sức mạnh tổn thất lớn, ma đề với xích kỳ đã không còn ổn định, nhưng có khả năng nhất bị giải quyết hết. Bago và Oma liếc mắt nhìn nhau, lần này Oma mở miệng nói trước. Bất luận Ragna chết hay chưa, liên minh cũng không thể tiếp tục được nữa. Bộ lạc huyết liên. Nếu muốn hợp tác trong khoảng thời gian này, thì phải người thông báo một tiếng đi. Sau khi nói xong, ông ma cũng không quay đầu lại đi về hướng quân doanh bộ lạc của mình bago cũng như thế hiển nhiên ông ma nói muốn phái người thông báo một tiếng nhưng hai người đều không chuẩn bị làm như vậy novalu cười khổ một tiếng đang chuẩn bị lần cuối giả bộ làm người tốt một lần nó ngẩng đầu về hướng quân doanh phía sau lại phát hiện những dũng sĩ vô độc lui trở lại kia ở sau thân thể bọn nó còn có rất nhiều người thú bộ lạc huyết liên đang chật vật chạy trốn thậm chí Novalu còn nhìn thấy bóng người chật vật của Magatha lóe lên một cái rồi biến mất ở bên trong đội quân thua trận của bộ lạc huyết liên. Đó là đại quân nhân loại đến. Khi thấy từng con từng con báo ô lân màu đen, bác nữ chiến sĩ Amazon từ phía sau doanh trại người thú chạy ra, Novalu không nhịn được rít gào lên. Sau khi Bago nghe được, trong lòng nó cũng rất kinh sợ, vội vàng hô về hướng Oma và Novalu. Chạy về hướng Bắc, phía tây là phương hướng lãnh địa nhân loại phía đông lại có tinh nhuệ của lãnh địa hoàng vũ còn về hướng nam là khu vực của bộ lạc huyết liên và quân doanh phía sau của người thú lúc này không có gì bất ngờ xảy ra đã bị nhân loại chiếm đóng ba gô bảo bộ lạc ma đề và bộ lạc hắc thạch cùng chính mình chạy về hướng bắc chính là muốn hấp dẫn hỏa lực quân đội nhân loại thay cho bộ lạc huyết liên cung cấp cho chúng nó thời gian chạy trốn ông ma nghe được ba gô gọi tới không nói hai lời mang theo bộ lạc ma đề hành quân về hướng đông bắc, dự định dựa vào địa thế của bộ lạc huyết liên dựa vào núi lao ra khỏi chiến trường. Novalu lại mang theo bộ lạc hắc thạch, chạy về hướng đông nam, vừa vặn thoát khỏi bộ lạc xích kỳ. Bago thấy cảnh này, trong lòng hỏi thăm một lần tổ tông 18 đời hai tên lãnh chúa người thú kia, mang theo người thú bộ lạc xích kỳ chạy về hướng nam. Đại quân Hoàng Vũ còn chưa lộ ra toàn cảnh, người thú đã phân tán, mất đi sự ràng buộc của liên minh, sụp đổ trong nháy mắt hoàng vũ đứng trên pháo đài nửa người thú xa xa nhìn kỹ hành động của liên quân người thú không nhịn được gì cười một tiếng nếu như những người thú này hợp binh một chỗ không tiếc đánh đổi phá vòng vây còn có thể giữ được một phần sức mạnh nhất định lúc này từng người muốn sống sót hiển nhiên mang theo tâm lý may mắn đạo hữu chết bần đạo không chết nhưng chúng nó làm sao biết dưới sự hợp tác của giang thành tử brianna và leonidas chiến trường này đã bị quân đội hoàng vũ nhét vào trong lưới Lúc này nên thu lưới. Quân đoàn Amazon đến nhanh nhất, lúc này đã phong tỏa khu vực phía nam. Năng lực cơ động của kỵ sĩ hổ báo mạnh nhất, lúc này đã canh giữ ở khu rừng phía bắc, khu vực thung lũng của vùng núi phía đông, ngăn cản tất cả đường lui của liên quân người thú. Tốc độ hành quân của quân đoàn Satata chậm hơn một chút, nhưng Hoàng Vũ đã thấy bảy kim nhân cao to kia, hiển nhiên cũng thuận lợi đến chiến trường. Hiện tại duy nhất không đủ chính là tốc độ giải quyết nửa người thú của quân đội bên này chậm một chút. Hoàng Vũ thu tầm mắt lại, không quân tâm liên quân người thú sụp đổ, nhìn về hướng đội quân nửa người thú dựa vào nơi hiểm yếu trên núi chống lại, mở miệng nói. Deliot, nhanh lên một chút giải quyết những nửa người thú này. Lại đi xuống bắt những người thú trốn ở ngọn núi bên dưới kia. Deliot nghe được mệnh lệnh của Hoàng Vũ, một kiếm quét ngang, chém ba tên người cá sấu thành hai đoạn. Sau đó Deliot cao mày, nhìn bộ lạc người thú lén la lén lút dự định trốn về phía bắc sau khi hắn trở thành anh linh dưới ảnh hưởng của lực lượng tín ngưỡng tình cảm và dục vọng của anh linh cũng sẽ được trừ bỏ nhất định ngoại trừ là anh linh linh nguyên mạnh nhất điện anh linh deliot đã có mấy phần không vui mừng không có dáng vẻ buồn bã thế nhưng sau khi deliot nhìn thấy đám người thú đang muốn chạy trốn trên mặt hắn xuất hiện tức giận hiếm thấy chức vị cùng chiến sĩ giống như chất xúc tác hình thành ngọn lửa năng lượng màu vàng kim nhạt ở trên người. sau khi hoàng vũ nhìn thấy xuất hiện phản ứng đặc biệt ở trên người deliut, trong mắt hắn sáng ngời. bởi vì trên bản thông tin của deliut, đây là thánh hồn deliut oanh liệt xã thân. deliut chết do bị người thú đánh lén, đồng thời là vì bảo vệ đồng bạn mà chết. hiện tại, mắt thấy những người thú kia muốn trốn, đánh vào ngọn lửa ẩn nấp trong deliut, thành công ngưng tụ thánh hồn oanh liệt xã thân. Dưới lực lượng tín ngưỡng hình thành hỏa diễm, Delios lập tức biến thành người chói mắt nhất trên chiến trường. Ngay cả lãnh chúa người hổ Tiger cũng không nhịn được liếc mắt, lúc ẩn lúc hiện, từ khi thánh hồn Delios lên, cảm nhận được đồ vật giống như mưa huyết viêm. Bạch Delios vung lên cây gậy, một vệt sóng lửa màu trắng nhằm phía nửa người thú. Nửa người thú bị chém trúng, trên cơ thể vẫn chưa xuất hiện bất kỳ vết thương nào, nhưng trong mắt dân trào lên ngọn lửa màu vàng ống này. Nó còn đi chưa được mấy bước thì ngã trên mặt đất mất đi sự sống. Dết. Deliock nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy vào trong nửa người thú càng quét bốn phương. Không tới một phút, trên mặt đất nhiều hơn 30 bộ thi thể của nửa người thú. Sau khi Tiger thấy cảnh này, mở to mắt như muốn trào ra ngoài, huyết viêm trên người nó lại lần nữa bắt đầu yếu đi, nó bộc phát năng lượng, vượt qua tất cả cản trở của Atari, vượt qua khó khăn nhằm về phía hoàng vũ. Chủ nhân giao cho ta đi. Emin đang đứng lẳng lặng chờ ở phía sau Hoàng Vũ, đang nhìn vào Tiger vọt tới, cô chủ động xin đi giết giặc. Hoàng Vũ thu hồi hỗn độn phiêu lưu, gật gù, đồng ý thỉnh cầu của Emin. Áo choàng màu đỏ tươi rung động, Emin hóa thành một tia ánh sáng đỏ, nhằm về phía Tiger. Người chưa đến, các loại pháp thuật công kích đã đi tới trước mặt Tiger. Pháp thuật máu tươi, pháp thuật nguyên tố, pháp thuật tự nhiên. Các loại pháp thuật che ngập bầu trời giống như phong tỏa không gian di chuyển của Tiger. Tiger thấy không thể tránh khỏi, chỉ có thể lại lần nữa tuôn ra trời xanh sáng sủa. Tảng lớn pháp thuật yên diệt tràn ngập tia sáng bảy màu, chờ tia sáng ngưng hình, hình thể của Tiger khôi phục kích cỡ bình thường, huyết viêm trên người đã biến mất. Lúc này, tuy rằng thể lực của Tiger vẫn còn một chút, nhưng đã không cách nào thu được tăng thêm từ bên trong mửa huyết viêm. Mà Emin và Atari cũng đã áp sát trước người nó, một trước một sau triển khai vây công đối với nó rầm rầm hai chiếc pháo ma đạo lại lần nữa phát uy bắn nổ một đám nửa người thú mà linh nguyên trôi nổi giữa không trung ở điện anh linh cũng phóng thích thần thuật đầu tiên mang tính sát thương thánh quan tài quyết vù sức mạnh ngưng tụ trong chốc lát linh nguyên giữa điện anh linh phun ra một cột sáng thuần trắng còn lớn hơn so với trụ ánh sáng của thánh quan tài quyết của thiên sứ cột sáng xẹt qua tất cả nửa người thú đều hóa thành hư không, ngay cả mặt đất đều bị cày ra một cái rảnh sâu. Đòn đánh này, trực tiếp xóa bỏ 50, 60 con nửa người thú. Mà nửa người thú còn sót lại trên chiến trường, số lượng cũng không đủ ngàn con. Gào. Tiger nhìn thấy thế trận thua đã định, phát ra tiếng gầm lên giận dữ, hai mắt màu đỏ tươi, không để ý công kích của Atari ở phía sau, khởi xướng công kích mãnh liệt về hướng Emin. Chỉ có điều, Mưa huyết viêm dần tạnh, vuốt sắc của nó cũng thu về kích cỡ bình thường, bất kể là phạm vi công kích hay lực công kích đều suy yếu mức độ lớn. Cặp móng vuốt lướt qua trên áo giáp cấp bậc hoàng mỹ của Emin, chỉ tạo ra vài sợi đống lửa nhỏ. Xì xì. Vung ra móng vuốt vô hụt. Lợi dụng bóng mờ nhảy lên, Emin đột ngột biến mất từ trước mặt Tiger, chờ khi Tiger cảm thấy nguy hiểm, một cây chủy thủ đã cắm vào ngực nó. Đùng. Tiger đang nghe truyện trên TV audio CV dùng một cước đạp bay Emin, nó cắn chặt hàm răng, khi nó còn muốn nhào tới thì cảm giác thân thể mình bay lên. Atari ngưng tụ sức mạnh vào trên một thương, trực tiếp đâm lạnh thấu tim Tiger. Sau đó, còn dơ cao thân thể Tiger lên, rồi mạnh mẽ ném xuống đất. Khụ khụ. Tiger ho ra lượng lớn máu tươi, tay trái che ngực, nhìn Emin đang đi về phía nó. Nó từng chiến đấu ở giác đấu trường, vẫn giúp nó duy trì ý nghĩ giải dụ một hồi nữa. Nhưng trái tim của nó bị xuyên qua, sức mạnh cả người cũng như bong bóng nhả ra không khí. Thân thể của nó co giật, lộ ra nụ cười dữ tợn nhìn về phía Emin. Nhưng Emin chỉ xì cười một tiếng, tiện tay dùng chủy thủ đâm vào đầu Tiger. Thân thể của Tiger vừa dừng lại, hai con mắt của nó mở rộng ra, tay trái che ngực vô lực trượt xuống. Tên lãnh chúa vương giả người hổ này hoặc có thể lưu lại trong lịch sử nửa người thú, ở đại lục hỗn độn, kết thúc truyền kỳ của mình. Ken Chiến sĩ của ngài đã đánh giết dị tộc, lãnh chúa người hổ. Ngài nhận được 750.000 điểm kinh nghiệm, 660.000 hồn tinh. Nếu như có tinh huyết, ngã xuống vẫn có thể biến thành một mục tiêu dùng để dùng sơ ủng. Hoàng Vũ nhìn thấy lãnh chúa người hổ ngã xuống, sau khi hắn cảm thấy đáng tiếc, xoay người đi vào bên trong pháo đài lãnh địa người hổ. Không cùng chủng tộc, thậm chí khi thăng cấp, vật liệu đặc biệt yêu cầu cũng khác, thậm chí cơ cấu của pháo đài lãnh địa cũng không giống nhau. Có điều, bất kể là pháo đài lãnh địa hay đại điện nơi đặt quyền hành lãnh chúa. Vì vậy Hoàng Vũ rất nhanh tìm được đồ đằng tổ tiên của người hổ. Cái đồ đằng tổ tiên này là một bức họa người hổ khổng lồ đứng trên đỉnh núi. Ở dưới trên sườn núi, có các hình vẽ với đủ trăm loại chủng tộc nửa người thú đang quỳ bao gồm các chủng tộc xuất hiện bên trong lãnh địa người hổ như người voi, người cá sấu, người sói hoàng vũ nhìn đồ đằng tổ tiên trước mặt thông báo tự động nhảy ra ngài đã chiếm lĩnh lãnh địa người hổ cũng tìm được quyền hành lãnh chúa của bộ tộc người hổ đồ đằng tổ tiên có chiếm lĩnh hay không có không có xin mời hãy lựa chọn phương thức chiếm lĩnh kế thừa thông vệ phân giải đồng hóa phân giải đang tiến hành phân giải tất cả đơn vị kiến trúc của lãnh địa người hổ đã phân giải lãnh chúa nhận được 3 triệu 870.000 hồn tin Tất cả tài nguyên khoáng sản của lãnh địa người hổ đã phân giải lãnh chúa nhận được 2 triệu 550.000 hồn tin Quyền hành lãnh chúa của lãnh địa người hổ cấp 4 đã phân giải lãnh chúa nhận được 1 triệu hồn tin Phân giải hoàn thành Tài nguyên lãnh địa người hổ cấp 4 phong phú hơn cả trong dự liệu của Hoàng Vũ Sau khi Hoàng Vũ phân giải kiến trúc, khoáng sản cùng với đồ đằng tổ tiên mang đến cho hắn hơn 7 triệu 400 ngàn hồn tinh. Chỉ là sau khi phân giải kiến trúc lãnh địa người hổ, Hoàng Vũ lập tức thu hoạch gần 4 triệu hồn tinh. Lợi ích thu hoạch vượt xa ít lợi khi hắn chiếm lĩnh lãnh địa địa tinh cấp 4. Lãnh địa người hổ có hơn 9 chủng tộc, nếu những chủng tộc này đều dung nhập hòa vào lãnh địa người hổ, Tiger cũng nhất định phải bố trí trụ sở, mua kiến trúc đặc biệt cho chúng nó. Vì vậy, tuy rằng cấp bậc kiến trúc lãnh địa Tiger đều khá là bình thường, nhưng số lượng không ít, cấp độ cũng rất cao. Sau khi phân giải, Hoàng Vũ Thu được số lượng hồn tinh cũng sẽ không thiếu. Hoàng Vũ nhìn thấy trên trang tin tức cá nhân, tổng số hồn tinh trong nháy mắt đã vượt qua 10 triệu, không nhịn được lộ ra vẻ mặt chứa mấy phần vui mừng. Đợi lát nữa sau khi tiêu diệt xong bốn bộ lạc người thú, lại sẽ thu được một số lượng hồn tinh vào tay. Đến lúc đó, số lượng hồn tinh trong tay hắn sẽ đạt đến con số trước đó chưa từng có. Có điều những người thú này ôm trụ đồ đằng chạy khắp nơi, vừa không có đơn vị kiến trúc đặc biệt, cũng không có tài nguyên khoáng sản. Sau khi hắn chiếm lĩnh, cũng chỉ có trụ đồ đằng kia đáng giá được vài hồn tinh. Nếu chỉ nói từ lợi ích, đối với phần lớn các lãnh chúa thì chuyện xâm chiếm lãnh địa người thú là cực dễ lỗ vốn. Ken Lãnh chúa đánh bại người thành lập liên minh tộc hổ, liên minh nửa người thú tan rã. Lãnh chúa nhận được một triệu điểm kinh nghiệm, một triệu hồn tinh, đặc biệt đạo cụ chứng chỉ liên minh ít một. Pháo đài lãnh địa người hổ mới vừa bị xóa đi, Hoàng Vũ lập tức lại lần nữa thu được một thông báo nhắc nhở. Sau khi hắn phân giải lãnh địa người hổ, thu được lợi ích to lớn, khiến hắn quên một món đồ trước đó hắn vẫn khá là cảm thấy hứng thú. Chứng chỉ liên minh Sau khi đồ đằng tiên tổ biến mất, một vật thể ống dài dáng màu xanh như địa cầu xuất hiện ở trước mặt Hoàng Vũ. Cùng lúc đó, bản thông tin của chứng chỉ liên minh cũng xuất hiện ở trước mặt Hoàng Vũ. Chứng chỉ liên minh, đạo cụ đặc biệt. Giới thiệu, sau khi sử dụng, sáng tạo liên minh ở một khu chuyên liên minh trên thế giới, minh chủ có thể tự mình thiết lập tính chất liên minh, cũng mời lãnh chúa khác gia nhập liên minh. Chức năng trọng điểm cũng không giống với tính chất liên minh. Chú ý, chứng chỉ liên minh chỉ có thể kích hoạt sử dụng ở trong phạm vi lãnh địa. Bên trong toàn thể thế lực nhân loại, hiện nay cũng mới sinh ra hai liên minh một tổ chức là tổ chức tín đồ liên minh chúng thần một cái là hội chí lý do lãnh chúa tinh ngân khai sáng từ bên trong có thể thấy được chứng chỉ liên minh là một dụng cụ có rất nhiều công năng tuy rằng hoàng vũ không cần minh hữu giúp đỡ lẫn nhau hắn có thể dùng chứng chỉ liên minh xây dựng một nền tảng giao dịch mới lợi dụng chứng chỉ liên minh ngoại trừ cửa hàng hoàng vũ mở ra một sàn giao dịch khác cho các lãnh chúa sau đó cửa hàng Hoàng Vũ sẽ làm vị trí trung tâm, giữ vai trò đánh giá, đưa ra lợi ích, hấp dẫn. Hắn lợi dụng chứng chỉ liên minh thành lập liên minh, lại mời các lãnh chúa đỉnh cấp như Gassip, Kaguya, Xí Thiên, làm thành viên cao cấp của trung tâm. Thậm chí ở bên trong liên minh, Hoàng Vũ không cần đưa ra quyền lợi quá nhiều. Một mặt, Hoàng Vũ không thiếu mặt hàng bán ra. Hắn lợi dụng thần khí giảm giá, mỗi ngày hắn cũng có thể đầu cơ trục lợi không ít hàng giảm giá, trong đó không ít vật phẩm cao cấp vượt qua năng lực mua của lãnh chúa khác. Dựa vào ưu thế về giá cả, những món đồ này tràn ngập sức hấp dẫn đối với những lãnh chúa khác. Hơn nữa, Hoàng Vũ sẽ thành lập một cấp bộ ngành trung tâm chế tạo. Bây giờ, nghề chế tạo ở lãnh địa Hoàng Vũ đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ, những vật tư chiến lược như trang bị, thuốc, càng ngày càng gần bước sản xuất số lượng lớn. Mặt khác, trong tay Hoàng Vũ còn có đồ vật ngay cả thương thành hỗn độn đều không có chính là ma văn phụ thể. Thương thành hỗn độn thu nhận ma dược phụ thể, nhưng thương thành hỗn độn không cách nào thu nhận kỹ thuật phụ thể. Nếu như những lãnh chúa nhân loại khác muốn thu được một phụ thể ma văn có thể sánh ngang năng lực thiên phú, phương thức thu được duy nhất chính là đến lãnh địa Hoàng Vũ tiếp thu phụ thể ma văn. Hơn nữa trong tay Hoàng Vũ còn có một vài cấu trang ma văn đặc biệt không có giao cho thương thành hỗn độn. Ví dụ như thương vân phát động hệ thống lá trắng năng lượng đàn hồi, kiếm pháp thuật ánh sáng của Trúc Linh và cấu trang kéo dài, thậm chí bao gồm sáng tạo ra ma văn quấy nhiễu trang bị. Những cấu trang ma văn có ý nghĩa chiến lược đặc biệt này đều là sản phẩm mà lãnh chúa khác không mua được ở trong thương thành hỗn độn. Mấy thứ này không cách nào tạo thành tình huống uy hiếp đối với lãnh địa Hoàng Vũ, Hoàng Vũ không ngại ra bán ra với giá cao cho lãnh chúa khác. Ngoài ra, còn có những thiết bị bán tự động, tự động hoàn toàn ở phân xưởng rèn đúc trang bị, tuy rằng đại lục hỗn độn cũng không có phân chia cấp bậc những thiết bị này thế nhưng không thể phủ nhận là giá trị những thiết bị này đều không thấp bị lãnh chúa khác biết tuyệt đối sẽ mê tích mắt không ngớt hoàng vũ phải đảm bảo nguyên lý và cơ cấu không bị phá giải cũng không lo sợ bị bán ra bên ngoài thậm chí còn có thể tăng thêm loại hình hạng mục thu tiền như bảo dưỡng giữ gìn tu sửa nhiên liệu thăng cấp cải tiến một loạt ngoài ra lợi dụng tính chất liên minh phá vỡ khoảng cách hạn chế lính đánh thuê và chức nghiệp giả huấn luyện các loại cũng có thể thử nghiệm hoàng vũ có thể lợi dụng liên minh để các lãnh chúa tiêu phí ở trong liên minh thương phẩm và phục vụ cần số điểm khác nhau để mở khóa lấy sự nổi tiếng và quyền uy của hoàng vũ dù cho bọn hắn xé rách đầu các lãnh chúa cũng sẽ nghĩ biện pháp gia nhập liên minh chỉ có thể sử dụng trong phạm vi lãnh địa sao hoàng vũ cất chứng chỉ liên minh vào trong những không gian dự định sau khi kết thúc trận chiến hắn sẽ đi thành lập liên minh thuận tiện suy nghĩ cái tên cho liên minh của mình. Đồ đằng tổ tiên của người hổ biến mất, tất cả kiến trúc và tài nguyên khoáng sản bên trong lãnh địa người hổ cũng trong nháy mắt biến mất. Lúc này, tốc độ chiến đấu cũng tiến vào giai đoạn kết thúc. Nửa người thú còn sót lại thấy Tiger chết rồi, lại như hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Lúc này nhìn thấy lãnh địa biến mất, điểm hy vọng cuối cùng trong lòng bọn chúng cũng biến mất không thấy hình bóng. Người voi, người hổ cơ bản đều chết hết, người cá sấu được thủ lĩnh dẫn dắt, bắt đầu phá vòng vây chạy ra phía ngoài. Không có người dẫn dắt, người heo rừng và người sói hoang mang lo sợ, bị tinh nhuệ hoàng vũ giết chết như các rau gọc dưa. Linh phong nữ vương Hitelia như một luồng gió xoáy, cuốn về nửa người thú còn sót lại cuối cùng đang chống lại, giết chết toàn bộ. Khi hoàng vũ nhìn thấy người thú đã sắp chạy khỏi ngọn núi bên dưới, nói với Delios. Delios, người cá sấu chạy trốn, giao cho ta và nhóm Ela đi. Ngươi mang theo quân còn lại đi chặn đường người thú Người cá sấu chạy trốn chưa tới 200 con Phái ra một tiểu đội tinh nhuệ là có thể ung dung giải quyết Mà ở trong rừng rậm Nữ chiến sĩ Amazon có năng lực truy kích mạnh nhất Hytelia chủ động xin đi giết giặc Delios gật đầu, mở miệng nói Vậy thì xin nhờ ngươi, Hitelia. Những người khác theo ta cùng đi chặn lại người thú. Deliot nhìn bộ lạc ma đề, lạnh lùng nói cho chúng nó mãi mãi chôn ở chỗ này brianna nếu như ngươi lại đến chậm một chút nói không chừng sẽ không nhìn thấy chúng ta yến nhất mang theo một cái đầu của người thú đứng ở trước mặt brianna lúc này bộ dáng của hắn vô cùng thê thảm lỗ tai bị chém đứt một bên trên người đều là vết thương thậm chí có một cánh tay nhăn nhúng như bị sấy khô nước vô lực rũ ở bên cạnh hắn mà tình huống của các thành viên khác của Yến Vân Thập Bát Kỵ cũng không khá hơn so với Yến Nhất. Thương thế của Yến Thập thất nặng nhất, bụng của hắn bị vũ khí không biết tên xuyên qua, xuất hiện một cái lỗ thủng to, nhìn qua lỗ thủng kia, thậm chí có thể nhìn thấy ruột và nội tạng đang nhúc nhích. Hiện tại Yến Thập thất đã ngất đi, vài tên chiến sĩ của doanh trại kỵ sĩ Xích Bạch đang tiến hành cấp cứu cho hắn. Yến Lục mất một cánh tay, hơn nữa là tay phải. Bởi vì hắn mất máu quá nhiều, mặt của hắn trắng bệch, cả người ốm yếu. Nếu như hắn mất đi tay phải không thể khôi phục, thực lực của hắn sẽ giảm xuống rất nhiều. Thậm chí trong các trận chiến sau này có thể sẽ không theo kịp tiết tấu của các yến vân thập bát kỵ khác, đối mặt với nguy cơ xuất ngũ. Ngoài ra, bàn chân phải của yến cửu cũng bị chém đứt một đoạn, lúc này đứng cũng không vững. Nên yến nhất so với yến lục với yến thập thất, thương thế của hắn trái lại không tính là cái gì. Sau khi Brianna chỉ huy quân đoàn Amazon chạy tới, 200 tên kỵ sĩ xích bạch cũng có mặt. Hiện tại, hầu như bên cạnh mỗi một yến vân thập bát kỵ đều có hai, ba tên kỵ sĩ xích bạch tiến hành trị liệu cho bọn hắn. Chỉ có điều, cho dù thê thảm đến trình độ như thế này, yến vân thập bát kỵ còn chưa ngất, trên mặt mỗi người đều là nụ cười vui mừng. Lông mày của Brianna khẽ hất, liếc nhìn đầu của người thú trong tay yến nhất, tò mò hỏi. Đây là người thú tiên tri. Yến Nhất cầm theo cái đầu của Rác Na, quơ quơ ở trước mặt Brianna, đắc ý nói. Cấp 6 siêu phàm, giết chết người này đã khiến chúng ta mất không ít thời gian và công sức. Hí. Brianna hít vào một ngụm khí lạnh, lại lần nữa liếc nhìn Yến Vân thập bác kỵ, trong ánh mắt của cô tràn ngập khiếp sợ. Những người này lại từ bên trong 10.000 quân, đánh giết một tồn tại cấp 6 siêu phàm, quả thật khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. Khó trách khi cô chạy tới, những người thú kia như sắp điên rồi, truy sát Yến Vân thập bát kỵ. Yến nhất thấy Brianna lộ ra sự khiếp sợ, nhếch miệng cười. Không ngờ nụ cười này trực tiếp làm cho vết thương bị đau, cơn đau lan đến miệng hắn, khiến hắn run rẩy. Yến nhất lấy ra một nhánh thuốc từ trong nhẫn không gian, khi hắn đang chuẩn bị ăn vào, quay đầu lại nhìn Yến thập thất có hơi hôn mê, cùng với Yến lục mất đi một cái cánh tay, lại từ bỏ suy nghĩ này của chính mình. Thuốc trong tay hắn là thuốc chữa trị cấp bậc siêu phàm Hoàng Vũ mua được trong danh sách thần khí giảm giá, hiệu quả chữa trị siêu mạnh, có thể hồi sinh người chết, giúp người bị thương mọc lại thịt xương. Loại thuốc chữa trị này, Hoàng Vũ cũng chỉ gặp được một lần ở trong danh sách hàng giảm giá, hiện tại toàn bộ lãnh địa Hoàng Vũ cũng chỉ có 10 cây. Quân đoàn trưởng các quân đoàn, phó quân đoàn trưởng mỗi người một nhánh, yến nhất làm người phụ trách tổ chiến đấu đặc biệt cũng thu được một nhánh. Hắn vốn định dùng dùng để khôi phục cánh tay khô quắc cùng với một cái lỗ tai mất đi. Nhưng nhìn thấy Yến thập thất còn dãy dỗ đấu tranh giành lấy sự sống, lập tức đi lên phía trước, thuốc đổ vào trong miệng Yến thập thất. Thuốc chữa trị cấp bậc siêu phàm. Chặt chặt, Yến nhất đại nhân, dùng tiết kiệm chút. Liều lượng 2 phần 3, thì có thể làm cho hắn thoát khỏi nguy hiểm. Sau khi một kỵ sĩ xích bạch cấp dũng sĩ thấy, cảm khái một tiếng. Nói với Yến nhất, không cần cho Yến thập thất uống hết toàn bộ. Yến nhất gật đầu, chỉ cho Yến thập thất dùng 2 phần 3 lượng thuốc, sau khi hắn thấy miệng vết thương ở bụng của đồng đội bắt đầu khép lại bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được sau, hắn thỏa mãn gật đầu. Sau đó, hắn đứng dậy đi tới và đưa thuốc tới trước mặt Yến lục. Đại ca, ta không cần. Chính ngươi dùng đi, cánh tay của ngươi khôi phục còn quan trọng hơn so với cánh tay ta khôi phục. Khi Yến Lục nhìn ra Yến Nhất dự định đưa số thuốc còn lại cho mình, hắn không chút do dự lựa chọn từ chối. Không chỉ là bởi vì Yến Nhất là lãnh tụ của bọn hắn, đại ca, cũng bởi vì Yến Nhất thăng cấp thành vương giả. Nếu Yến Nhất sử dụng, sẽ thu được nhiều ít lợi hơn so với việc hắn sử dụng. Cho người dùng thì cứ cầm lấy, phí lời cái gì. Yến Nhất tùy ý ném thuốc về phía Yến Lục, Yến Lục sợ đến nỗi vội vã đưa tay đón, hắn sợi bình thuốc quý báu rơi trên mặt đất sẽ nát vụn mà Yến Nhất lại không để ý chút nào, vung lên cánh tay phải mất đi tri giác, cười hì hì đi về hướng Brianna. Cái tên nhà ngươi. Brianna thấy Yến Nhất đi về hướng mình, đôi mắt xinh đẹp của cô xoay ngang, trừng Yến Nhất một chút, sao lại không nhìn ra ý đồ của Yến Nhất. Từ trong những không gian, Brianna lấy ra bình thuốc cấp bậc siêu phàm quý báu kia, noi theo Yến Nhất, ném tới trước mặt hắn, mở miệng nói. Ngươi nợ ta. Yến Nhất luống cuốn tay chân chụp lấy bình thuốc, Cười ha hả nói. Yên tâm, nhất định sẽ trả cho ngươi. Ta biết ở chỗ lãnh chúa đại nhân còn có một bình. Đợi sau khi cuộc chiến này kết thúc, ta sẽ đi cầu lãnh chúa đại nhân ban thưởng thuốc cho ta. Brianna hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, lưu lại vài tên chiến sĩ Amazon và kỵ sĩ Xích Bạch chăm sóc Yến Vân thập bác kỵ. Sau đó, cô cưỡi lên báo ô lân, đi tiền tuyến. Yến nhất thấy Brianna đi xa, cười hì hì tháo ra nút lọ bình thuốc, uống vào một nửa, sau đó, hắn đưa phần còn lại cho Yến Cửu. Năng lượng ôn hòa tràn vào bên trong cơ thể, vết thương trên người của Yến Nhất bắt đầu khôi phục nhanh chóng, cánh tay vốn không còn cảm giác, cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác đau đớn tê dại. Yến Nhất chờ khi cảm giác đau đớn tản đi, hoạt động cánh tay một chút. Tuy rằng nó như cũ có chút không nhấc lên được, nhưng tốt xấu gì hắn cũng đã cứu cánh tay này trở về, sau khi hắn trở về kỹ càng điều dưỡng một thời gian, chắc sẽ không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của bản thân. Có điều, hắn nhớ đến cái giá phải trả lúc chính mình đánh giết người thú tiên tri Rác Na, trong lòng hắn nhất thời lại có chút lo sợ. Hắn đánh giết người thú tiên tri từ bên trong hàng ngàn quân, đã biểu lộ ra thực lực của Yến Vân Thập Bát Kỵ. Nhưng hắn tiêu hao một quyển trục kỹ năng cấp bậc siêu phàm, hiện tại lại dùng mất hai bình thuốc chữa trị cấp bậc siêu phàm. Bây giờ hắn nhìn lại, hoàn toàn là một cuộc mua bán lỗ vốn. Hơn nữa Hoàng Vũ sẽ sớm đi đến chiến trường, cũng làm cho ý nghĩa chiến lược Yến Vân Thập Bát Kỵ đánh giết người thú tiên tri rơi xuống thấp nhất. Năng lực tiên tri bị áp chế, người thú hành động hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của Hoàng Vũ. Một tiên tri mất đi tác dụng dẫn dắt, có chết hay không cũng không có ảnh hưởng quá lớn đối với chiến cuộc. Yến Nhất có thể khẳng định, sau khi lãnh chúa đại nhân biết chuyện này, sẽ mắng cho hắn một trận. Bị mắng thì bị mắng vậy. Cốt xấu thoải mái một đợt. Yến Nhất cảm nhận được sức mạnh mãnh liệt bên trong cơ thể, trên mặt lại hiện ra nụ cười đắc ý. Trước tiên ta phải đột phá cấp 5, sau khi trở về, nhất định sẽ khoe khoang một hồi với Ateri. Sau khi Yến Nhất đánh giết người thú tiên tri, hắn thu được lượng lớn kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này khiến cấp của hắn tăng lên trên diện rộng, một lần đột phá cấp 5. Không chỉ như vậy, các Yến Vân thập bát kỵ còn lại, mỗi người đều thăng mấy cấp khoảng cách của Yến Nhị và Yến Thập Tam cách cấp 5 chỉ còn một bước. Vù. Phải nhanh chóng vượt qua ngọn núi thấp kia, một cột lửa lớn đang từ trên trời giáng xuống, vẽ ra một bức tường lửa nóng rực ở phía trước bộ lạc ma đề. Mấy chục người thú sông lên phía trước, rơi vào phạm vi cháy của bức tường lửa thì trực tiếp hóa thành tro tàn. Ông ma miễn cưỡng thoát khỏi phạm vi hỏa diễm, nhìn tường lửa cao mười mấy mét trước mặt, trong lòng nó hoàn toàn rơi xuống đáy vực con đường sống sót của bộ lạc ma đề trốn đã bị ngăn cản đứt đoạn ôm ma nhìn thấy lãnh chúa nhân loại bay trên bầu trời trong lòng nó thầm mắng không ngớt bộ lạc xích kỳ chuồn nhanh nhất hiện tại đã biến mất ở trong rừng rậm phái nam bộ lạc hắc thạch cũng chạy khá nhanh hơn nửa thành viên biên chế đầy đủ nhất bây giờ đã chạy khỏi lãnh địa người hổ sắp trẻ vào núi hoang tên lãnh chúa nhân loại này không đuổi theo bộ lạc hắc thạch và bộ lạc xích kỳ chỉ đến ngăn chặn bộ lạc ma đề làm cho ô ma nhất thời tức giận. Đi vòng qua. Quán hận liếc nhìn ma long xoay quanh bầu trời, nó hô to một tiếng với con thú phía dưới thân. Trầm Vừa dứt lời, kim nhân thình lập tức hạ xuống xung quanh bộ lạc ma đề, há mồm phun ra một tia sáng lớn. Màn ánh sáng nửa trong suốt lan rộng thành hình cái bát đường kính hơn 20 mét chiếu vào bộ lạc ma đề, sau đó ầm ầm nổ tung. Người thú trực tiếp bị bốc hơi trong màn ánh sáng, mà tia sáng bạo nổ tung đã sinh ra sóng chấn động kịch liệt hình thành thương tổn lần hai cho những người thú xung quanh không ít người thú vừa tiếp xúc với loại sóng chấn động này cả người liền tuôn ra sương máu bao quanh người thú ở gần tia sáng kia nổ chậm hơn một chút thậm chí còn bị nổ não nội tạng vỡ thành thịt nát trạng thái lúc chết rất thê thảm sau đó kim nhân thình nhất theo thanh đại đao cán dài kia như cắt cỏ vậy chém về mấy con người thú đang xông đến một bên trắng trợn đánh giết chiến sĩ người thú, một bên xua đuổi người thú vọt tới đến phía núi bên kia. Ở bên kia, Deliup, Ateri và Emin, mỗi người đích thân dẫn theo tinh nhuệ trong lãnh địa hoàng vũ, đánh hết những người thú ở bộ lạc ma đề. Gào Từ trong âm thanh hưng phấn của Long Ngâm, Hồng Long Iai dẫn theo hai con Long Thú, hơn 100 con điểu sư cánh sắt, cùng nhau bay về hướng bộ lạc ma đề. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.